Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội, tại số 58 đường Quốc Tử Giám. Khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám rất rộng lớn, được chia thành 5 khu vực kết nối với nhau qua trục đường thần đạo nối từ đầu đến cuối khuôn viên. Đi theo con đường thần đạo này, chúng ta sẽ khám phá hết các công trình độc đáo của Văn Miếu Quốc Tử Giám. Cửa vào Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm ngay ở cổng Tam Quan, tức là có 3 cửa. Cửa ở giữa cao to và xây 2 tầng. Tiến vào cổng Tam Quan là khu nhập đạo. Chúng ta đi thẳng sẽ tới cổng thứ 2, được gọi là Đại Trung Môn. Sau khi tham quan Đại Trung Môn, đi tiếp sẽ tới Khuê Văn Các, một công trình biểu tượng của Văn Miếu Quốc Tử Giám, với ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển của nền giáo dục. Khuê Văn Các là nơi thu hút rất nhiều du khách tới tham quan. Đi vào Khuê Văn Các, chúng ta sẽ thấy 2 cổng nhỏ tên Bí Văn và Xúc Văn. 2 cửa nhỏ này cùng gác của Khuê Văn Các đều dẫn tới một địa điểm tham quan duy nhất, đó chính là giếng Thiên Quang và khu vực bia tiến sĩ. Đây là một khu vực khá rộng lớn, lấy giếng Thiên Quang làm trung tâm, hai bên là khu nhà để bia tiến sĩ, mỗi bên là 41 tấm bia dựng thành 2 hàng ngang quay ra hướng giếng Thiên Quang. Sau khi tham quan khu vực thứ 3, chúng ta qua cửa Đại Thành mới có thể đến được khu vực chính, là khu di tích Quốc Tử Giám tên là Đại Bái Đường. Sau Đại Bái Đường là tòa thượng điện kín đáo hơn, thờ những vị tổ đạo nho, gian giữa thờ Khổng Tử, bên trái thờ Tăng Tử và Mạnh Tử, bên phải thờ Nhan Tử và Tử Tư. Đây là một khu vực thờ phụng nên chúng ta phải giữ im lặng khi tham quan nơi này. Quốc Tử Giám, ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Văn Miếu Quốc Tử Giám là 2 công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cùng những bậc hiền tài nho học xưa. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông. Có thể nói, thời Lý là giai đoạn giáo dục Việt Nam phát triển bậc nhất trong các thời đại vua chúa phong kiến, và công trình Quốc Tử Giám chính là minh chứng rõ nét nhất cho quyết tâm nâng cao học thức của vua Lý Nhân Tông. Đây là công trình được xây dựng nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của nhân dân cũng như tìm kiếm nhân tài phục vụ đất nước. Sau khi được xây dựng, việc học tập ở Quốc Tử Giám bắt đầu vào năm 1076. Giám sinh, tức là các học trò của Quốc Tử Giám, là những sĩ tử đã đỗ kỳ thi hương, vượt qua kỳ kiểm tra ở bộ lễ.
sẽ được vào Quốc Tử Giám học tập, nghe giảng sách, làm văn để chuẩn bị thi hội, thi đình. Rất nhiều các học giả nổi tiếng có công trình cho triều đình đã học tập tại Quốc Tử Giám. Nhà Thái học ngày nay trong khu văn miếu Quốc Tử Giám vốn là Quốc Tử Giám xưa, để các giám sinh học tập bình văn học. Có thể xem đây là ngôi trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nơi sinh ra các hiện tài cho đất nước. Kiến trúc độc đáo của văn miếu Quốc Tử Giám. Văn miếu Quốc Tử Giám là địa điểm du lịch đẹp của Hà Nội, nằm ở phía nam Hoàng Thành Thăng Long, trong khu vực rộng 55.000 mét vuông, chia làm 5 khu vực riêng biệt theo từng khu. Tổng thể kiến trúc văn miếu Quốc Tử Giám từ cửa vào đến cổng văn miếu, Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, Đại Thành và Nhà Thái Học. Khu thứ nhất, từ cổng chính văn miếu đến cổng Đại Trung Môn, hai bên trái phải của Đại Trung Môn có hai cửa nhỏ, bên trái gọi là cửa Thành Đức, bên phải gọi là cửa Đạt Tài. Cổng Đại Trung Môn được xây theo kiến trúc ba gian, trên nền gạch cao, mái lợp ngói, giữa có treo một tấm biển nhỏ để ba chữ Đại Trung Môn. Khu vực thứ hai, từ Đại Trung Môn đến Khuê Văn Các, một công trình kiến trúc biểu trưng cho văn chương và giáo dục Việt Nam. Khuê Văn Các được xây dựng vào năm 1805 với kiến trúc gỗ lấy hình ảnh là ngôi sao Khuê tỏa sáng, để lột tả rõ hình ảnh ngôi sao Khuê soi chiếu bốn mặt Khuê Văn Các, tạo hình bốn cửa sổ tròn với những con tiện tỏa ra tứ phía như mặt trời rực rỡ. Khu vực thứ ba gồm giếng nước hình vuông thiên quang rộng lớn, tạo không gian thủy mộc hài hòa cho tổng thể di tích văn miếu Quốc Tử Giám và hai hàng bia tiến sĩ ghi danh các sĩ tử đỗ đạt. Ý nghĩa của Khuê Văn Các và Hồ Thiên Quang. Theo quan nạn xưa, kiến trúc của Khuê Văn Các được xây dựng theo thuyết âm dương. Khuê Văn Các có bốn mái là bát quái, thêm một nóc ở trên tức là chín, là số cửu trù. Theo kinh dịch thì những con số 13579 thuộc về dương. Khuê Văn Các có số 9 tức là số cực dương, tượng trưng cho mặt trời. Giếng thiên quang hình vuông tượng trưng cho mặt đất, còn Khuê Văn Các tượng trưng cho mặt trời, ý nói Quốc Tử Giám là tập trung mọi tinh hoa của trời đất. Khu vực thứ tư là khu trung tâm, phía ngoài là bái đường, phía trong là thượng cung. Khu vực thứ năm là đền Khải Thánh thờ bố mẹ Khổng Tử và nhà Thái học, nơi đào tạo các nhân tài cho triều đình. Hồ Văn tọa lạc tại số 58 Quốc Tử Giám, đối diện với cổng chính văn miếu. Hồ Văn là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của quần thể di tích quốc gia đặc biệt này. Trong các tư liệu ghi lại, Hồ Văn từng được coi là một tiểu minh đường của văn miếu với diện tích gần gấp đôi hiện tại. Trên gò Kim Châu giữa hồ là nơi dựng phán thủy đường, thường được sử dụng làm không gian diễn các buổi bình thơ, bình văn của nho sĩ kinh kỳ. Vẻ đẹp hút hồn của không gian và cảnh quan nơi đây là nguồn cảm hứng cho nhiều án thơ văn ra đời